9 cầu nguyện cho những người bị bắt hại. Hôm nay, trong ngày lễ kính các thánh tử đạo, chúng ta không chỉ tôn vinh những người đã hy sinh mạng sống vì đức tin, mà còn được mời gọi cầu nguyện cho những người đang phải chịu bách hại vì đức tin trên khắp thế giới. Di sản của các thánh tử đạo không chỉ là những tấm gương kiên cường, mà còn là lời kêu gọi chúng ta hãy sống lòng thương xót và bác ái đối với những anh chị em đang chịu đau khổ. Chúng ta được mời gọi cùng nhau nhìn lại di sản vô giá mà các thánh tử đạo đã để lại cho giáo hội và cho mỗi người chúng ta. Khi nhớ đến các ngài, không thể không nhắc đến những đau khổ và thử thách mà họ đã trải qua. Họ đã đứng vững trước những cuộc tra tấn, những lời đe dọa và cả cái chết để giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa. Các thánh tử đạo không chỉ là những người chịu đựng, mà còn là những chứng nhân sống động cho đức tin, mang trong mình một sức mạnh vô biên. Trước hết, chúng ta hãy suy ngẫm về lòng tin kiên cường của các thánh tử đạo. Họ đã sống trong thời đại mà niềm tin vào Chúa Kitô bị coi là mối đe dọa. Thay vì từ bỏ đức tin, họ đã chọn cái chết để làm chứng cho Chúa. Hành động này không chỉ là sự hy sinh cá nhân, mà còn là một tuyên bố mạnh mẽ về sức mạnh của lòng tin. Họ đã cho thấy rằng đức tin không chỉ là một lý thuyết, mà là một cam kết sống động, mạnh mẽ đến nỗi có thể vượt qua cả những thử thách khắc nghiệt nhất. Tấm gương của các ngài nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí là những cám dỗ làm lung lay đức tin. Nhưng như các thánh tử đạo, chúng ta được kêu gọi phải kiên định, tìm kiếm sức mạnh từ Thiên Chúa và giữ vững niềm tin, bất kể hoàn cảnh có khó khăn đến đâu. Bên cạnh lòng tin, các thánh tử đạo còn để lại cho chúng ta một di sản vô giá về tình yêu và sự hy sinh. Họ đã không chỉ sống cho bản thân mình, mà còn vì lợi ích của cộng đồng và những người xung quanh. Họ đã chứng minh rằng tình yêu dành cho Thiên Chúa và lòng yêu quê hương không thể tách rời. Khi đứng trước sự chọn lựa giữa đức tin và sự an toàn cá nhân, họ đã chọn đức tin, cho thấy rằng tình yêu dành cho Thiên Chúa không chỉ là một lời nói, mà là một hành động cụ thể. Sự hy sinh của các ngài là một lời nhắc nhở cho chúng ta rằng, trong thế giới đầy rẫy những khó khăn hiện nay, chúng ta cần sống tình yêu đó trong cuộc sống hàng ngày. Hãy tìm kiếm những cơ hội để phục vụ người khác, để thể hiện lòng yêu thương và sự quan tâm đến những người xung quanh. Cuối cùng, di sản của các thánh tử đạo còn thể hiện ở sự đoàn kết và hiệp nhất trong cộng đồng tín hữu. Các ngài đã sống và chịu đựng không chỉ cho bản thân, mà còn cho những người xung quanh. Họ đã tạo nên một cộng đồng đức tin mạnh mẽ, nơi mọi người có thể nâng đỡ và khích lệ lẫn nhau. Chúng ta cũng cần nhớ rằng, khi đối mặt với thử thách, chúng ta không đơn độc. Hãy đến với cộng đồng, gia đình và bạn bè để chia sẻ nỗi lòng của mình. Những người bị bách hại vì đức tin không chỉ tồn tại trong những câu chuyện xưa cũ. Ngày nay, trên khắp thế giới, hàng triệu tín hữu vẫn đang phải sống trong sợ hãi và áp lực. Họ bị cấm đoán thực hành đức tin của mình, bị tra tấn, thậm chí mất mạng chỉ vì đã tuyên xưng đức tin vào Chúa Jesus Kitô. Những hoàn cảnh bi đát đó không chỉ là một thực tế mà chúng ta cần nhận thức, mà còn là một lời kêu gọi cho hành động và lòng thương xót. Trong suốt lịch sử của giáo hội, có rất nhiều vị thánh đã phải chịu đựng đau khổ, bách hại và cả cái chết chỉ vì họ trung thành với đức tin của mình. Nhưng xin đừng quên rằng, những người bị bách hại vì đức tin không chỉ tồn tại trong những câu chuyện xưa cũ. Ngày nay, trên khắp thế giới, hàng triệu tín hữu vẫn đang phải sống trong sợ hãi và áp lực. Họ bị cấm đoán thực hành đức tin, bị tra tấn và thậm chí mất mạng chỉ vì đã tuyên xưng đức tin vào Chúa Jesus Kitô. Những hoàn cảnh bi đát đó không chỉ là một thực tế mà chúng ta cần nhận thức, nó còn là một lời kêu gọi cho hành động và lòng thương xót. Trong khi chúng ta tụ họp nơi đây, được tự do thờ phượng Thiên Chúa, hãy nhớ rằng có rất nhiều anh chị em tín hữu của chúng ta đang phải chịu đựng những khổ đau không thể tưởng tượng nổi. Họ đang phải đối mặt với sự đe dọa, bạo lực và sự cô lập chỉ vì họ giữ vững đức tin của mình. Hãy dành một khoảnh khắc để suy ngẫm về những người đang sống trong những tình huống bi thảm này. Hãy để lòng thương xót của Thiên Chúa chạm đến chúng ta, để chúng ta không trở nên thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Cầu nguyện không chỉ là một hành động tôn kính, đó còn là một nguồn sức mạnh và hy vọng cho những người đang chịu bách hại. Hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho họ sức mạnh, lòng kiên nhẫn và sự an ủi trong những thời khắc khó khăn. Cầu xin Ngài nâng đỡ họ để họ có thể cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Ngài trong những giây phút tối tăm nhất. Ngoài ra, chúng ta cũng hãy cầu xin Thiên Chúa mở rộng trái tim của những người bách hại. Có thể họ đang sống trong bóng tối của sự thiếu hiểu biết, và chỉ khi nhận ra tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa, họ mới có thể thay đổi. Cầu xin Thiên Chúa ban cho họ ơn hoán cải, để họ có thể nhìn thấy giá trị của mỗi con người, và từ đó tạo nên một thế giới hòa bình hơn. Cầu nguyện không chỉ dừng lại ở đó, chúng ta còn được kêu gọi hành động. Những gì chúng ta có thể làm để hỗ trợ những người bị bách hại? Hãy tìm hiểu về những tổ chức hỗ trợ tín hữu bị bách hại, tham gia vào các hoạt động nâng cao nhận thức, hoặc đơn giản là chia sẻ câu chuyện của họ với những người khác. Hãy cho họ thấy rằng họ không đơn độc trong cuộc chiến này. Cầu nguyện là một phần quan trọng trong đời sống đức tin, nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng cầu nguyện không chỉ là hành động thụ động. Đức tin kêu gọi chúng ta hành động để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa trong thế giới này. Chúng ta có thể tham gia vào các tổ chức nhân đạo, hỗ trợ các nạn nhân của bách hại, hoặc đơn giản là chia sẻ thông tin và nâng cao nhận thức về tình hình của những người bị bách hại.
Các thánh tử đạo đã hy sinh vì tình yêu dành cho Thiên Chúa và đồng bào. Họ đã để lại cho chúng ta một di sản của lòng thương xót, khích lệ chúng ta sống với tình yêu thương và lòng nhân ái. Chúng ta hãy lấy tấm gương của các ngài làm động lực để mở rộng vòng tay đón nhận những người đang chịu khổ. Đừng để những đau khổ của người khác trở thành vô hình trong cuộc sống của chúng ta. Hôm nay, trong tâm tình hiệp thông và cầu nguyện, chúng ta hãy dâng lên Chúa những ý nguyện của mình cho những người bị bách hại vì đức tin. Xin cho lòng thương xót của Thiên Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống của họ, và cho chúng ta cũng biết sống như những thánh tử đạo, kiên định trong đức tin và tràn đầy tình yêu thương. Amen.